Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon TV và sau đây là những bản tin cuối. Một thanh niên của Santa Ana bị bắn chết khi đang lái xe. Một thanh niên đã thiệt mạng khi bị bắn vào lúc đang lái xe khiến cho anh bị lạc tay lái và tông vô hàng rào ở Santa Ana. Cảnh sát đã loan báo vào hôm đầu tuần này. Sự việc xảy ra ngay trong khu 2.300 đường West 5th Street Sở cảnh sát của Santa Ana đã ra thông cáo báo chí cho hay. Khi tới hiện trường, thì cảnh sát thấy nạn nhân anh Gonzalo Carlos, 26 tuổi, cư dân của Santa Ana, bị trúng đạn ở ngực. Sở cảnh sát Santa Ana cho biết, nhân viên cơ quan cứu hỏa Orange County công bố anh Carlos đã thiệt mạng ở hiện trường. Vụ anh Carlos bị bắn dường như không liên quan với băng đảng. Cô Natalie Garcia, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Santa Ana, loan báo. Cảnh sát đang điều tra tình huống xung quanh của vụ nổ súng này. Sở Cảnh sát Santa Ana kêu gọi ai biết thông tin liên quan thì gọi cho họ ở số điện thoại 714-245-8390. 714-245-8390. Hoặc cho cơ quan chống tội ác Orange County ở số điện thoại 1855-TIP-OCCS. Sáu thiếu niên ở South Dakota không nhận tội hiếp dâm tại giải bóng chày sáu thiếu niên ở South Dakota đã không nhận tội hiếp dâm, hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi cưỡng hiếp. Những tội ác được cho là xảy ra trong giải đấu bóng chày hồi tháng 6 ở Rabbit City. Theo một bản tin từ văn phòng luật sư của quận hạt Bennington, thì các thiếu niên này có liên quan đến chương trình bóng chày quân đoàn Michelle. Theo trang web của chương trình, Michelle Legion là một phần của giải đấu nghiệp dư American Legion Baseball độc lập. Các thiếu niên này đã bị truy tố vào tháng 8, theo tài liệu tòa án từ quận hạt Pennington, trong đó xác định họ là Hudson Haley, 18 tuổi, Landon Wardell, 19 tuổi, Peyton Mordell, 17 tuổi, Lincoln Bates, 18 tuổi, Carter Miller, 18 tuổi và Carter Simpson, 17 tuổi. CNN đã liên lạc với luật sư của cả 6 thanh thiếu niên cũng như là Michelle Legion và American Legion Baseball để đưa ra bình luận. Cả 6 người đều bị buộc tội hiếp dâm cấp độ 2 và hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi hiếp dâm cấp độ 2, thông cáo cho biết. Văn phòng, phòng luật sư tiểu bang cho biết, Hayley phải đối mặt với cáo buộc bổ sung về tội hiếp dâm cấp độ 2 đối với nạn nhân thứ hai và Wardell có thêm tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi hiếp dâm cấp độ 2 đối với chính nạn nhân đó. Theo hồ sơ tòa án, thì mỗi thiếu niên đều được tại ngoại vào tháng 8. Văn phòng, phòng luật sư tiểu bang còn cho biết Hai trong số các nghi phạm đều 17 tuổi, nhưng tất cả đều đang bị xét xử khi mà trưởng thành theo luật của South Dakota. Luật tiểu bang quy định rằng, bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên bị buộc tội trong tội loại 1 hay là loại 2 sẽ bị xét xử như là những người lớn, mặc dù trẻ vị thành niên có thể yêu cầu chuyển vụ việc của mình sang tòa án vị thành niên. Văn phòng, phòng luật sư tiểu bang còn cho biết, nếu như bị kết tội, thì một thiếu niên có thể phải đối mặt với án tù lên tới là 50 năm và bị phạt là 50.000 Mỹ Kim cho mỗi tội danh. Bà thiếu niên khác cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tại tòa án vị thành niên. Ngoài ra, thì các cáo buộc chống lại những người khác liên kết với nhóm được cho là đã biết về những vụ việc này và không báo cáo chúng đang được xem xét. Văn phòng, phòng luật sư của tiểu bang đã cho biết như vậy, thưa quý vị. Giải độc đắc Powerball tăng lên 1.73 tỷ Mỹ Kim, lập kỷ lục thứ nhì trong lịch sử. Giải độc đắc Powerball tăng vọt lên con số khổng lồ ước tính là khoảng 1.73 tỷ sau khi không có tấm vé nào trúng khi sổ số vào tối thứ hai tuần này, theo thông báo mới nhất từ CNN. Mức độc đắc 1.73 tỷ Mỹ Kim này đánh dấu giải thưởng lớn đứng thứ nhì trong lịch sử sổ số. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Powerball có hai lần liên tiếp giải độc đắc vượt khỏi con số 1 tỷ Mỹ Kim. Nếu có ai đó may mắn trúng giải độc đắc đêm thứ hai, người chiến thắng này đã có quyền lựa chọn giữa hai giải thưởng, được trả trong 30 lần trong 29 năm tới, tổng số khoảng 1.73 tỷ Mỹ Kim chưa trừ thuế. Hoặc người chiến thắng có thể lấy tiền thưởng một lần, tức là khoảng 756.6 triệu Mỹ Kim chưa trừ thuế, theo Powerball đã cho biết. Các con số trúng giải vào hôm thứ hai là 16, 34, 46, 55, 67 và số Powerball là 14. Có hơn 3.7 triệu vé trúng thưởng vào hôm thứ hai ở các mức giải thưởng thấp hơn bao gồm giải trị giá 2 triệu Mỹ Kim ở Florida và 4 giải thưởng trị giá 1 triệu Mỹ Kim ở California, Indiana, Oregon và Virginia. Giải thưởng trị giá 1.73 tỷ Mỹ Kim sắp tới chỉ đứng sau giải thưởng 2.04 tỷ Mỹ Kim với người chiến thắng ở California vào tháng 11 năm ngoái. Tỷ lệ trúng một giải Powerball vào khoảng 1 trên 24.9 triệu, nhưng tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1 trên 292.2 triệu. Lần quay tiếp theo là thứ tư vào lúc 10 giờ 59 phút tối theo giờ miền Đông. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay. Thưa quý vị, ba căn nhà ở Orange County đã bị trộm, mất hơn là 400.000 Mỹ Kim và ba người đã bị bắt. Ba người đã bị bắt vì nghi là dính líu tới hàng loạt vụ trộm ở miền nam Orange County, trong đó số tài sản bị mất lên hơn là 400.000 Mỹ Kim. Cảnh sát loan báo vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 10. Vào ngày 20 tháng 9, camera an ninh đã chụp được chiếc Kia Optima màu trắng cùng với người đàn ông nghi là dính líu tới vụ trộm tại căn nhà ở Dana Point. Trong đó có số nữ trang bị mất cấp trị giá là 58.000 Mỹ Kim, sở cảnh sát Orange County đã cho biết trên Facebook. Sau khi điều tra thêm thì cảnh sát thấy rằng chiếc xe và nghi can này đã dính líu tới vụ trộm tại hai căn nhà ở Mission Viejo. Trong hai vụ trộm đó, nghi can này cùng với hai người khác đã đột nhập rồi lấy đi tài sản và tiền mặt tổng cộng là hơn 360.000 Mỹ Kim. Vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, cảnh sát Orange County đã bắt nghi can có tên là Jack Malco Monomep, 39 tuổi, Rose Ballen Rodriguez, 41 tuổi, Maria Pina de Madure, 49 tuổi. Cảnh sát loan báo nhưng không nói rõ là chi tiết vụ bắt giữ. Cảnh sát cũng lấy lại được hơn 360.000 Mỹ Kim và sự việc vẫn đang tiếp tục điều tra. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày mới thật bình an thật hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau xin kính chào và tạm biệt quý vị